ba chồng con viết cho con. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con xin gửi tới hai MC, cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, cùng như ekip sản xuất và các quý vị khán giả một lời chúc xuân năm mới Quý Mão thật là nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào và vạn sự nhì. Con tên là Trần Hữu Đức, năm nay con 33 tuổi. Hiện tại thì con đang làm trong lĩnh vực setup phòng gym. Con sinh ra và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trời ơi, sao con trẻ so với tuổi rất là nhiều luôn. Dạ, đó. Con cảm ơn. Rồi, mời các. Con tên là Nguyễn Thu Hương ạ. Năm nay con 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Công việc hiện tại của con đang là kinh doanh online ạ. Hai vợ chồng nhà này á, sao mà đứa nào cũng trẻ hơn so với tuổi hết. Bây giờ quay ngược thời gian lại, lần đầu tiên mà gặp nhau, để ý nhau và ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên gặp chồng con ở sân bay ạ. Lần đó là con ra Hà Nội có việc, anh ấy hẹn đón con ở sân bay. Lần đầu tiên gặp thì thấy là anh ấy rất là hiền, ít nói nữa. Xí, cô chưa hiểu nè. Là sao, là lúc đó là tụi con đã quen nhau rồi, con hẹn anh ra đón con à hay sao? Dạ, tụi con chỉ nói chuyện với nhau qua Facebook thôi ạ. Đó, thì có nghĩa là phải gọi nhau. Chính xác là quen nhau trên qua Facebook. Con hồi đó là tại sao mà con lại kết bạn với cô gái này? Thực ra là cái giai đoạn đấy thì là con đang độc thân. Con lên Facebook thì mình thấy bạn nào xinh xắn thì mình áp. Ngoài cô này ra thì mấy chục cô gái xinh đẹp là trò chuyện với con lúc đó. Thực ra lúc ấy áp rất là nhiều, nhưng mà để mà trò chuyện thì chắc là vài cô thôi. Trong đó có vợ mình. Vâng, đúng. Chắc rồi. Vợ mình là xinh nhất đúng không? Đến bây giờ vợ con đã xinh nhất. Cái cảm giác đầu tiên của con khi gặp vợ con ngoài đời như thế nào? Cái ấn tượng của con khi mà gặp vợ con ấy, hoặc là khi mà xem trên Facebook, xem hình ảnh, thì con thấy là vợ con rất là tươi, nhất là cái nụ cười. Vâng. Lúc gặp thì sao? Lúc gặp thì sao? Choáng không? Thì thực sự là hơn là trên Facebook. Tức là rất là tươi và lạnh lùng. Mình cảm tưởng là khi mà gặp người này mình bị bắt vía luôn. Tức là cảm tưởng là giống như kiểu bị thôi miên. Đúng rồi. Lúc mà con gặp chồng con, đồng ý chồng con đi đón con như vậy là con đã có ý định là đây sẽ là cái người yêu của mình chưa? Dạ chưa. Nghĩ là mình ra Hà Nội mình cũng có ít bạn ấy ạ. Anh ấy cũng nói chuyện là khi nào ra Hà Nội thì gặp anh ấy, rồi anh ấy đưa đi chơi rồi đi đây đó ở Hà Nội. Sau đó thì sao, con cua bạn này bằng cách nào? Con cũng không có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình trường đâu, mình không biết là phải nói chuyện như thế nào, bắt đầu từ đâu. Thế là hôm đấy con mới ngồi con tâm sự, con kể chuyện về người yêu cũ của con. Cho đến bây giờ con thấy như thế là sai lầm. Thực ra thì là con cũng hỏi nhưng không ngờ là anh ấy lại kể nhiều như vậy ạ. Thế là nguyên tối hôm đấy là anh ấy chỉ kể về cô người yêu cũ thôi ạ. Rồi con khó chịu không? Con không ạ, bởi vì con không có tình cảm gì với anh ấy. Thấy bình thường ạ. Chưa hề có. Dạ. Thế bao lâu thì con có tình cảm với chồng con? Chắc là phải sang ngày hôm sau. Ôi giời, lâu thế. Trời ơi. Cái con trời chán ngán luôn á. Ngày hôm sau á, khách sạn phòng con họ nói là cái phòng con đang ở là có người đặt trước rồi. Họ chuyển cho con lên cái phòng to hơn. Cái phòng đó là có hai căn, tức là hai gian ấy. Thì nó rất là rộng mà con thì chưa bao giờ ở căn rộng như thế nên con cũng thấy sợ. Con có nhắn tin cho anh ấy là em ở như này thì em cảm thấy sợ. Hôm đấy là World Cup nhờ chồng nhờ. Đúng rồi. Thì anh ấy bảo là thế thì để anh sang xem bóng đá ở đấy. Tối hôm đấy hai vợ chồng cũng đi ăn. Sau đó là anh ấy về khách sạn chỗ con đấy ạ. Cả đêm hôm đấy anh ấy nằm ở ngoài phòng khách thôi. Nhưng mà gần sáng con thấy là anh ấy cứ ho. Thì con mới bảo anh ấy là vào trong phòng nằm. Thực ra vào trong phòng nằm thì cũng có hai giường. Nhưng mà sau đấy thì chuyện gì đến thì cũng phải đến ạ. Là hết ngày thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba là chuyện gì đến cũng đến luôn. Dạ. Quá là lâu lắc. Chưa được 2 ngày rưỡi luôn. Đó. Đúng không? Ờ, nhưng mà như vậy là con đã có cảm tình với ảnh rồi. Dạ, cũng có cảm tình vì anh ấy rất là hiền ạ. Sau hôm đó thì hai đứa chính thức là yêu nhau đúng không? Dạ. Con có tranh thủ nói với mẹ và dắt người yêu về gặp mẹ không? Có, mình cũng chưa biết là bạn ấy vợ con ra ngoài này bao nhiêu ngày. Nên mình cũng phải tranh thủ. Trước khi mà ra đón ở sân bay ấy, thì con cũng đã nói với mẹ con là con có người yêu rồi. Bên đấy chưa đồng ý. Nhưng mà mình xác định luôn. Mình xác định luôn là cô này phải là người yêu mà nếu mà tốt thì là thành vợ chồng sau này. Mẹ gặp bạn này mẹ thấy thì sao? Nếu mà cô là mẹ con là cô gặp bạn này cô kết liền luôn. Kết liền luôn á. Cô ơi, thực ra hoàn cảnh của con đã có một đứa con riêng ạ. Anh ấy cũng có về nói chuyện. Anh ấy nói là con cưới vợ nhé. Thì mẹ anh ấy nghĩ là anh ấy đùa.
Nhưng sau đó thì anh ấy nói nghiêm túc lại và nói với mẹ anh ấy về hoàn cảnh của con. Thì mẹ anh ấy nói là cứ dắt về đây. Thì lần đầu tiên con về thì mẹ chồng con cũng không vui vẻ đâu ạ. Tức là bà có rất nhiều băn khoăn. Bà hỏi là thế con liên lạc với chồng cũ không? Có con riêng như thế thì sợ là chồng cũ lại tìm về tìm đến. Khi mà mẹ chồng con hỏi những câu như thế thì chạm đến cái tự ái của con thì con cũng rất là buồn và con chỉ muốn trực khóc thôi ạ. Thế nhưng mà mình cố kìm nén lại thì chồng con lúc đó cũng biết là con cũng sắp khóc ấy. Vội vàng là nhanh chóng để đưa vợ về thì khi mà con đi ra ngoài quá khóc luôn ạ. Con không nghĩ là mẹ chồng con lại hỏi nhiều như thế và con rất là buồn. Khi mà con đưa vợ con về rồi, con quay lại gặp mẹ đó thì là mẹ... Hôm đấy thì con không về nhà. Thực ra là con cũng không suy nghĩ quá nhiều. Khi mà con đã nói về hoàn cảnh của vợ con trước khi mà con đưa vợ con về nhà ấy, thì con nói với mẹ như thế. Thì mình cũng đã nghĩ là dù là thế nào thì mình cũng sẽ ở bên vợ mình, ở bên người yêu mình lúc đó. Hôm đấy thì con thấy là cô ấy thực sự là cần mình lúc đấy. Con cũng hiểu cho mẹ con là mẹ con cũng lo chứ, có một cậu con trai mà bây giờ rất là nhanh chóng như thế. Hôm đấy thì đưa về thì vợ con cũng giống như kiểu cảm xúc được đẩy lên quá thì cũng muốn đuổi con về. Nhưng mà con cố níu kéo cũng mất mấy tiếng đồng hồ đấy. Khi mà vợ con đã nguôi ngoai rồi thì bắt đầu là cả đêm hôm đấy ngồi nói chuyện và tâm sự nhiều hơn. Bản thân con là con muốn bỏ cuộc luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì con nghĩ là nếu mà mới khởi đầu mà đã gặp khó khăn như vậy, gia đình anh ấy đã không thích mình rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Con vượt qua cái rào cản của mẹ bằng cách nào? Con có một chị gái nữa. Chị cũng gặp và cho lời khuyên, nhưng mà khuyên theo hướng là không phải là đưa ra bắt mình lựa chọn như nào cả đâu, mà chỉ khuyên và cho mình tự lựa chọn. Và con chấp nhận là dù mình lựa chọn như này và dù sau thế nào thì mình cũng sẽ vẫn như thế, cũng hạnh phúc với sự lựa chọn đó, đúng không? Sau đó thì con thuyết phục được mẹ. Vâng, thuyết phục được ba mẹ con và chị gái con, mọi người đều ủng hộ rất là vui vẻ. Về phía gia đình con thì sao? Gia đình con thì bố con rất là ủng hộ ạ, vì bố con đã gặp anh ấy một lần rồi, gặp ở ngoài Hà Nội ạ, khi mà anh ấy đưa con ra sân bay, sau đó anh ấy về thì trên đường về thì để trả xe thì có gặp bố con ạ. Bố con rất là ưng, bố con bảo thằng này được đấy. Mẹ con thì nhìn thì mẹ con bảo là cẩn thận đấy, tao nhìn có vẻ sợ. Lúc đó có nhuộm tóc vàng gì không? Có, và cái phong cách của con là nó thể thao và hơi bụi phủi. Cái tình hình giữa mẹ của bạn ấy với con thì có cải thiện hơn không? Chị chồng con là người đứng ở giữa, đả thông tư tưởng cho hai bên. Con không biết là chị chồng con nói với mẹ chồng con như thế nào, nhưng chị đã hẹn gặp riêng hai vợ chồng và phân tích với Đức là khi mà lấy con thì con có con riêng thì sẽ gặp trở ngại như thế nào. Cũng phân tích cho con là anh Đức anh ấy có những tật xấu gì để cho hai vợ chồng có thể lường trước được. Chị ấy cũng nói là thực ra mẹ chỉ là lo lắng như vậy thôi chứ không có ý xấu gì cả. Sau hôm đó thì vợ chồng con cũng hoàn toàn thoải mái. Lần thứ hai đến nhà anh ấy là lần bàn chuyện cưới, đám cưới đấy. Cái thời điểm đó đó là con có gặp được con của vợ không? Em bé lúc đó là bé trai bé gái mà được bé mấy trai tuổi? Ạ, khoảng 4 tuổi ạ. Thời gian đầu gặp thì tức là cậu bé này cũng khá là đặc biệt, cậu ấy rất là tự lập, có những cái suy nghĩ rất là người lớn. Thế nên là khi mà thấy có một cái chú lạ đến và tặng quà chẳng hạn thì cậu bé không nhận, giống như kiểu tạo cho mình một cái rào cản ấy, mình hơi chạnh lòng một chút. Bao lâu thì là hai chú cháu cải thiện được thân đó thú? Con vào Sài Gòn cũng 1-2 tuần gì đó. Có một hôm ấy buổi trưa con nằm ngủ ấy, con bị nắng quá, con ngủ mà không biết, khi con mở mắt ra con thấy là cậu bé đang đứng kéo rèm, nhưng mà tức cái rèm nó bị bay, thế là đứng chắn luôn ở cái rèm đấy để cho đỡ bị nắng. Cảm động lắm ạ. Chú nghe thấy cái điều đó chú cũng cảm thấy nó xíu à. Mới 4 tuổi ha. Một tay cầm bình sữa hút, một tay là đứng dựa và để không cho cái rèm nó bay. Rồi bây giờ cái mối quan hệ của hai cha con như thế nào? Bây giờ thì là con trai là yêu ba nhiều hơn mẹ. Anh với ba hơn đúng không? Đúng rồi, ba chơi với con rất là nhiều đúng không? Lần đầu tiên á mà nó gọi con bằng bố là lúc nào? Cảm giác thích lắm ạ, cũng khó tả. Cậu nhóc 4 tuổi, lúc đấy là bé chưa phân biệt được ba với bố. Tức là nghĩ là hai cái đấy là hai phạm trù khác nhau. Hồi đầu thì ví dụ như con tặng quà thì bảo là bố con mua cho con rồi. Tại vì con cưới vợ xong là con sinh sống ở trong Sài Gòn, trong này lại gọi là ba. Đấy thì cậu bé đấy gọi con là ba một cách hết sức là tự nhiên và bình thường. Tại vì nghĩ là ba không phải là bố. Tức là bây giờ là cháu gọi con bằng ba chứ không gọi bằng bố. Đúng rồi. Bây giờ thì cả hai em cũng gọi là ba luôn. Bây giờ là tụi con mấy đứa rồi? Ba đứa rồi ạ. Ba đứa. Một thằng cu đó với hai đứa nhỏ nữa. Em gái nữa. Hai em gái. Wow. Wow. Vậy luôn á hả? Ủa bây giờ là hai vợ chồng đang sống ở đâu?
hiện tại đang sống ở Hà Nội. Nhưng mà trước đây là sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, đúng rồi. Từ đúng cưới cho đến cái thời điểm mà trước khi có dịch Covid, hai vợ chồng và gia đình là sống ở Sài Gòn. Lúc đó là có được mấy bé rồi? Lúc đấy là có thêm một bé gái nữa. Thế thì bây giờ cái tình cảm giữa con với bố mẹ chồng thì như thế nào? Rất tốt luôn ạ. Ông bà là chăm luôn cả ba cháu, coi con dâu như là con gái luôn ạ. Ông bà có món gì ngon là mang sang cho con. Tức là trong tin nhắn Zalo là suốt ngày là Hương ơi, mẹ mới làm món này, con có ăn không? Ông bà đối với con của con á, dạ, như thế nào? Ông bà cũng rất là tốt và yêu thương cháu ạ. Có một lần như này, cu nó có cái ba lô bị rách ạ. Bố mẹ chồng con nói là phải mua cho nó một cái mới đi, nhưng con nghĩ là nó mới chỉ hơi rách thôi. Thế là hôm sau ông bà đã mua một cái mới cho nó ngay lập tức. Nó chứ rồi hai đứa lấy nhau thì trong cuộc sống đầu tiên lúc mà về ở với nhau mọi thứ nó thuận lợi không? Thực ra sau khi cưới nhau thì hai vợ chồng sống rất hạnh phúc ạ. Con nghĩ là như những đôi khác là phải có thời gian tìm hiểu vài năm, nhưng mà vợ chồng con thì lấy về mới tìm hiểu. Bây giờ biết là hạnh phúc rồi. Nhưng mà sẽ lòi ra một số cái mà mình bị bất ngờ. Mới đầu là ảnh rất là hiền, thì sau khi lấy nhau về ảnh vẫn còn hiền vậy không? Vẫn hiền ạ, luôn hiền và yêu thương vợ. Bây giờ chú không tin là người đàn ông này không có một cái tật gì. Thực ra có tật xấu nhưng mà nó nhỏ lắm ạ. Chậm chạp, làm cái việc gì cũng chậm chạp. Chuẩn bị là ra khỏi nhà thì con làm được 10 việc thì anh ấy chỉ làm xong được 1-2 việc thôi ạ. Cái đó là bị ngược đó nghe. Con làm gì mà chậm quá vậy? Từ bé là hay là trong quá trình mà con tiếp xúc với nhiều người ấy, thì họ nói con là điềm đạm. Thế là con cứ sau đấy thì vợ con nói con chậm chạp thì con mới bắt đầu là có một cái suy nghĩ về cái điềm đạm của mình, đúng không? Một cái điềm đạm với cả chậm chạp nó giống nhau hay không? Tiếp nữa. Không biết nấu ăn ạ. Một việc cơ bản như là cắm cơm anh không biết nấu đâu ạ. Cắm cơm nồi cơm điện cũng không biết làm. Dạ đúng rồi ạ. Sao con không dạy? Cái đó nó dễ lắm mà. Dạy thì anh ấy cứ nói là anh không biết làm. Thôi vợ làm đi, anh không biết làm đâu. Chắc nhiều khi sợ làm nó hư đúng không? Đấy, cái suy nghĩ của con là như vậy. Chỉ có thế thôi ạ. Hồi nãy có nói là cái gì đó, ảnh tự nhận ảnh là sai lầm khi kể cho con nghe cái ngày đầu tiên mà gặp nhau mà nói về người yêu cũ á. Dạ. Sai lầm đó là cái gì? Thì là anh ấy kể nhiều quá nên là thỉnh thoảng con hay lôi ra để con nhắc lại. Như vậy là tật xấu là cô này. Đúng ạ, đúng ạ. Đúng không? Nếu vậy thì con chiến luôn đi con. Vợ con là nhớ rất dài những chuyện cũ như thế. Có dịp là lại lôi ra để nói để chết rồi. Làm cho tâm lý của chồng bất ổn. Cái chuyện mà người yêu cũ đó mà lại nhớ từng ly từng tí, những cái tiểu tiết mà hôm ấy anh ấy lỡ đà anh kể nhiều quá. Đúng rồi. Đây không có chuyện để kể á. Ngồi uống nước với nhau mà mấy tiếng đồng hồ thế mà kể không còn một cái gì. Bây giờ là nhớ không quên một chi tiết. Đúng rồi, ghi bộ nhớ hết. Yêu nhau rồi thì bắt đầu vào Facebook của con những ai tên như thế xóa hết. Không, phải xóa chứ, tại vì mình đâu có biết cái người đó là ai đúng không con? Việc có việc tận gốc. Chứ sao? Đi chơi những địa điểm nào thì hạn chế là không đi qua đấy, không đưa vợ đến. Không đến những cái điểm mà mình đã từng đi qua với cô ấy đúng không? Rồi. Hồi đấy là con rất thích mô tô. Mình rất là yêu quý nó. Thì khi mà bắt đầu yêu nhau là ngay lập tức vợ con đăng bài bán luôn. Vì là người yêu cũ đã ngồi trên yên rồi. Đúng rồi, cái hình ảnh nó gợi nhớ khó chịu lắm. Tôi không muốn ngồi lên đúng. Cái yên của người yêu cũ. Chính xác. Có một cái nữa là cũng rất là lớn đấy. Cái gì? Tức là tính cách vợ con hơi cảm xúc, nhiều khi thay đổi như thời tiết. Đang bực một cái gì đấy thì ai đang đứng xung quanh gần là có thể là giống như giận cá chém thớt. Có khi nào mà giận con mà la mấy đứa nhỏ không? Thường xuyên. Cái đấy là tật xấu. Ví dụ như là vợ con đang không vui, con không biết, con đi làm về là chào vợ rồi con ra con hôn vợ con chẳng hạn là con dính. Con bị dính té tát. Những lúc mà tức cơn của vợ con á thì nó như thế nào? Khủng khiếp lắm. Cái cảm giác đấy là làm cho con thấy là cái lần đầu gặp ở sân bay là đúng. Tức là con bị áp vía luôn. Nhiều khi con bảo là nhá, mấy đứa mẹ đang bực đấy, đang không vui đấy, giữ khoảng cách nhá. Tốt nhất là vào phòng đi học bài đi. Ba đi mua đồ đấy, có đi cùng không? Khi nào mà thấy có tín hiệu vui là bắt đầu lại quây quần lại vào vui vẻ. Tức là bây giờ cái giác quan thứ 6 của con là bắt đầu phát triển. Hoạt động cực mạnh đúng không? Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì đây? Tiết chế lại cảm xúc một chút. Với con thì không quan trọng đâu, với các con ấy. Rồi còn bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Con mong muốn là anh ấy biết nấu ăn ạ. Anh ấy sẽ học nấu ăn ạ. Chia sẻ với con đúng không? Đúng rồi ạ. Đợt này là con cũng đang cố gắng ấy. Con tập gym, con có chế độ riêng. Trước thì vợ con phải nấu cho con, bây giờ con tự nấu cho con được rồi. Thôi thì được rồi. Thực ra đầu năm mới này thì cô cũng không có cần phải là khuyên tụi con nhiều. Bởi vì cô hiểu được là vợ con không biết cái cơn giận cỡ nào. Nhưng mà nhìn con á là cái người phụ nữ mà con đủ thông minh, đủ bản lĩnh để con có thể quán xuyến được cái gia đình nhỏ của mình. Cô chỉ chúc tụi con á là hạnh phúc và hạnh phúc. Chúc mừng con á. Chúc mừng con đã tìm được một người chồng tuyệt vời, một người cha cho đứa con của mình cũng rất là hoàn hảo. Chú cũng có một món quà đặc biệt là gửi tặng cho con. Đó chính là một lá thơ của ba chồng con viết cho con. Gửi đến dâu của ba đó hả? Đúng rồi.
xin phép chú được đọc bằng cái giọng của miền Tây nghe. Con Thu Hương thương yêu, con đã làm con của bố mẹ được 4 năm. Quãng thời gian ấy đủ để con cảm nhận được tình thương yêu mà các thành viên trong gia đình ta đã dành cho nhau. Bố mẹ thương các con, quý các cháu thế nào thì con cũng đã biết. Bố mẹ không phân biệt trai, gái, dâu, rể, mà coi dâu hiền là gái, rể hiền là trai. Như quan niệm của ông bà, bố mẹ cũng yêu quý các cháu như nhau, không phân biệt cháu nội hay cháu ngoại. Thời gian hai con chung sống với nhau mới chỉ bằng 1/10 cuộc đời hôn nhân của bố mẹ. Quãng đường phía trước của các con còn dài, bố mẹ mong các con cứ duy trì tình yêu thương, tôn trọng nhau đến tận cuối đời. Bố đã đọc được một câu: nếu chúng ta muốn duy trì cuộc sống chung dài lâu, chúng ta phải học cách hy sinh và tha thứ. Bố muốn con hãy cùng mẹ xóa đi những quan niệm cũ về nàng dâu mẹ chồng. Hãy vừa tôn trọng mẹ, vừa coi mẹ là người bạn tâm giao, để con có thể chia sẻ những buồn vui. Tất nhiên, khoảng cách thế hệ đôi khi cũng gây ra những bất đồng nho nhỏ. Lúc đó con hãy cởi mở và lắng nghe, bởi vì người đi trước ít nhiều cũng có nhiều kinh nghiệm. Bố mẹ chúc các con sức khỏe, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhân đây, con hãy chuyển lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất của bố mẹ đến những người làm chương trình đã cho bố mẹ có cơ hội chia sẻ cùng con vào dịp đầu năm mới này. Trời ơi, bố tuyệt vời quá. Con có một cái lời gì với bố đi. Con nhìn vô cái máy này nè, con nói cho bố với mẹ nghe đi con. Con rất là cảm ơn bố mẹ đã bao dung và thông cảm cho hoàn cảnh của con, luôn yêu thương con như là con gái ạ. Con không muốn nói gì với bố không? Trai nói gì với bố? Chú đây còn rất là cảm xúc. Bố con là người tình cảm. Khi mà con cưới vợ ấy, hôn nhân vợ chồng như nào thì bố mẹ con luôn đứng ra để đưa lời khuyên và hàn gắn. Con muốn cảm ơn bố mẹ. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng đã tìm được một hạnh phúc gần như là tuyệt đối và hoàn hảo. Và rõ ràng qua đây thì chúng ta mới hiểu được rằng hạnh phúc là lựa chọn. Các bạn chọn yêu thương thì chắc chắn các bạn đã chọn được hạnh phúc. Chúc mừng hai bạn nha. Con xin cảm ơn. Cảm ơn cô. Là thực ra là con với vợ con gặp nhau cũng tình cờ đó mấy chú. Cách đây khoảng 2-3 năm trước thì là trong một buổi tiệc của một người bạn con, thì là con mới gặp vợ con. Nhưng mà lúc đó gặp xong thì một đứa thì có người yêu, còn một đứa thì vẫn chưa có người yêu. Nhưng mà cũng không có ai để ý hai chú. Cái xong cái về khoảng đi một thời gian khoảng 2 năm sau, là lúc đó con có mở một cái quán nhà hàng. Thì lúc đó là bạn con mới book ngay vợ con tới quảng cáo cho nhà hàng của con. Dạ. Đó hả? Tức là lúc đó là con đã làm dạ. Content rồi. Dạ. Nhưng mà có nhận ra liền không? Dạ con, nhận ra. Con không có nhận ra. Mà cô hỏi nè, lúc đó là ảnh trả hậu hĩnh không? Dạ nói chung là tại vì cũng nói là người quen thì cũng không có hậu hĩnh lắm đâu cô. Cũng không có đúng giá của con lắm đâu. Không hậu hĩnh lắm. Sau này con quảng cáo xong rồi, cái bạn con mới nhắc là cái ông mà chạy chiếc mô tô bự đó cái ông mà có cái xe đẹp đẹp á hả là con mới nhớ. Rồi bây giờ cái nhà hàng của ảnh còn không? Dạ đã bay sau lúc mà dịch chú. Con review sao mà nhà hàng nó bay luôn vậy? Không phải, con nhớ con review xong mà con thấy lần nào con lên cũng đông lắm mà lúc dịch đúng rồi. Dạ phải gì ông dẹp luôn đúng không? Dạ đúng dịch rồi, là nó giật hết em ơi. Rồi con lúc con thấy cô gái TikToker này con có thấy cổ xinh không? Dạ cũng không á chú. Cũng không. Là cái lúc mà con gặp lại rồi. Hiểu lý con kìa. Dạ tại vì lúc đó thì con mới mở quán là con bận phải tiếp khách nhiều. Hầu như là tối nào con cũng phải lên tiếp khách để nhậu hết. Thì con cũng gặp bạn này thoáng mà thôi. Thì con chỉ nhớ là bạn này cười đẹp thôi chứ cũng không có gì. Cái đoạn nào, cái khúc nào mà hai đứa để ý nhau? Là gần tới đó cô, cái là bạn con thấy bạn có đăng một cái cáp buồn. Con hồi đó con hay đi lướt, con thả icon dạo. Thả dạo đó phải không? Cái bạn mới rap icon của con rồi hai đứa mới nói chuyện với nhau. Thả icon gì vậy? Trái tim. Tự nhiên người ta đăng buồn mà tự nhiên cái ha ha ông nội ơi. Cái con kêu ha ha cái gì? Cái ông kêu là có gì đâu, thì anh thấy vậy mắc cười anh ha ha thôi. Là cái hai đứa con cứ kiểu nói chuyện qua lại nhưng mà với một cái tâm thế là như hai đứa con trai vậy á cô. Nói chuyện mà cọc lắm. Chứ không phải giống như là một người con trai đang nói chuyện với một người con gái. Con mới muốn hỏi là bây giờ nếu mà anh thích em thì bây giờ tụi mình tìm hiểu. Tại vì lúc đó con cũng sợ, có lúc con sợ mọi người, con sợ đàn ông lắm cô. Con cảm thấy không có tin được ai hết trơn á. Lại con thấy ông này rất là đàng hoàng thì con mới hỏi là
Còn nếu mà anh thích em không thích thì mình tìm hiểu. Cái ổng mới kêu là không. Không. Dạ. Ổng lắm vậy hả? Lúc đó là ổng đang chở con trên xe. Sao kỳ vậy, con giải thích cho cô cái tâm sinh lý của con lúc đó như thế nào. Mà dạ, với một con bé nó dễ thương đúng như rồi, vậy thiệt. Mà nó hỏi mình như vậy mà con trả lời một cái câu không. Dạ tại vì là lúc đó là một phần là tại vì bạn này kiểu như là có nhiều cái mà con kiểu là con không dám tiến tới cô kiểu như sao? Là cái thứ nhất là bạn con cũng biết là bạn này cũng nổi tiếng đi cũng là trên mạng cũng có nhiều người ấy với cái thứ hai đó là bạn đó có hình xăm một xíu dạ thì cái xăm đó ở đâu? Là xăm ở đâu? Xăm mở tay thôi nhưng mà kiểu nhà con thì hơi khó nên là lúc đó con cũng hơi sợ. Rồi khi mà con nghe cái không đó rồi cái cảm giác của con sao? Thì con kêu không vậy thôi đừng nói chuyện nữa đi. Tại vì tính con cũng thẳng con kêu vậy thôi đừng nói chuyện nhiều nữa. Tại vì tự nhiên nói vậy mất thời gian của nhau ai cũng lớn hết trơn rồi. Nhưng mà con có hỏi tại sao anh lại trả lời không? Dạ không, tại người ta đã nói không rồi. Tự ái chứ đúng không? Dạ. Con chảnh lắm, không thì thôi. Rồi sau đó nhà ai nấy ở? Dạ đúng, rồi. Nhà con rồi, im sao? Lặng luôn. Thì tới lúc mà con im á, thì ông này vô rep story con. Rồi con hay đăng mấy cái ads ở trên Insta hay gì đó là vô hỏi tự nhiên. Hỏi đô bạn nhậu được mấy lon rồi hỏi ba cái nhậu nhẹt rồi cứ kiếm chuyện với con nói gì đó mà lúc đó con bơ tầm tháng hai tháng gì đó. Cái cú twist nào mà để cho cô ấy chịu gặp lại con? Dạ thì con kiểu như là cái lúc mà bạn ngưng không nói chuyện với con nữa thì con kiểu là con mới cảm thấy là con có thích bạn này thì con cũng nói chuyện lại với bạn thì cũng nhiều vào Facebook cho ăn. Nhưng mà em có chịu gặp mặt không? Dạ, mua đồ luôn à. Thì con vẫn lấy đồ ăn bình thường. Bao nhiêu lâu thì tụi con chính thức quay lại với nhau? Nói chung là cứ gửi đồ ăn qua cho con vậy. Hoặc là đi làm cứ qua nhà con rồi đưa đồ ăn. Ông rủ con đi nhậu. Cái đi ra nhậu cái xỉn chở con về. Tới nhà cái kêu ê anh mắc vệ sinh quá, cho anh đi ké vệ sinh được không? Cái con lên, con dắt lên phòng. Con đi vô con đi vệ sinh cái con ra thấy ông nằm ngủ luôn. Nằm ngủ trên giường luôn cô. Mà cái phòng con có cái sofa. Ủa con ở với ai? Dạ lúc đó là con ở ngoài, con ở nhà riêng. Dạ thì giờ con cũng lên con nằm vậy đó xong con quay ủa ông này cũng xỉn thiệt á ta. Cái hồi đó con thấy quay qua hung con. Ủa, con cũng chịu trận luôn. Dạ thì con cũng thích mà. Rồi sáng hôm đó làm sao? Dạ qua ngày hôm sau cái kiểu như là con cũng bị rối tại vì trước giờ con chưa có biết kiểu như tỏ tình như thế nào á. Nên chắc là cái con chưa dám nói luôn. Cái xong cái con đang suy nghĩ thì bạn mới nhắn cho con tại sao hôm qua anh hôn em vậy rồi anh lại im lặng. Nhưng mà thực sự là không phải là con im lặng mà là con chưa biết nói như thế nào. Rồi như vậy tụi con yêu nhau trong bao lâu thì mới làm đám cưới? Dạ con mấy tháng 9 năm ngoái thôi. Tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà yêu nhau được mấy bao lâu? Dạ tụi con quen nhau được một năm là tụi con quyết định cưới luôn á. Trong quá trình một năm yêu nhau thì có giận hờn chia tay chia chân gì không? Dạ cũng có. Lý do chia tay có một lần. Cái đợt đó là con đang bị covid nên con ở nhà không có gặp nhau được đó, cô chú. Thì con cũng gán đợi tới ngày thứ 6 rồi là còn một ngày nữa là được gặp người yêu mình rồi chú. Đó con đang rất là vui luôn. Nôn nao vô tình con lướt Facebook cái con thấy một tấm hình tự nhiên cái mũi bạn này nó dài lộ quá. Mà tại vì trước đó là bạn có nói con xin con đi kiểu là đi tiêm mũi chỉ gì đó. Nhưng mà là con không có đồng ý thì hai bên đã thống nhất với nhau là không có làm cái đó rồi. Và bạn canh con bị cách ly cái bạn đi bạn tiêm luôn giống như có cơ hội. Kiểu lúc đó con bị sốc, kiểu con thấy tấm hình cái con bị sốc rồi xong cái kiểu lúc đó thì con cũng chia tay. Con đòi chia tay? Dạ. Nhắn tin chia tay hả? Dạ. Tại chị gì? Tại con bị tại con nhìn cái mặt nó không có vô. Nó không chia có vô. Chị gì? Vậy là chia tay trong bao lâu? Dạ chắc chia tay được ngày. Ngày. Dạ tại vì lúc nào làm quê? Qua ngày hôm sau là con hết cách ly rồi. Thì cái bạn mới kêu con qua để nói chuyện. Chồng con chia tay con nhưng mà con không có cam tâm tự nhiên. Nói cho rõ ràng chứ. Tự nhiên con làm cái đó thì con đẹp hơn thôi. Với lại một phần nó cũng không có phải là quá. Với lại cô biết cái mũi chỉ á, nó đâu có giữ hoài đâu. Nó tầm nửa năm là hết trơn rồi. Mà tự nhiên cái chia tay vậy là sao con không cam tâm con kêu qua. Con muốn kêu qua để coi là thật sự ở ngoài nó không có phải cao vuốt lên như vậy. Mà qua mà thấy vợ thì sao? Thấy nhan sắc vợ thì sao? Nó vẫn cao thiệt, con không chấp nhận được. Nói chuyện thì cũng khóc lóc cái lấy cái con xìu cũng cái nên thôi luôn. Thôi quê luôn. Dạ. Bây giờ tôi chú hỏi nè, có lãng mạn không? Có tỏ tình, có làm một điều bất ngờ trong cái ngày mà cầu hôn không? Dạ chồng con thì không có gì lãng mạn hết. Nhưng mà tại vì con nói với chồng con á là thôi bây giờ em thích anh làm cái gì thì anh làm cái đó nha. Lỡ ví dụ con muốn là sinh nhật con anh làm gì vậy nè là anh sẽ làm theo thì dạ, sao con làm. Thấy vậy thôi cũng được. Thì cái hôm mà hỏi cưới con thì sao? Có lãng mạn dạ, không? Dạ cái lúc đó là Tết cô, hai đứa gọi điện
cái tự nhiên cũng tâm sự rồi nói chuyện tới 1-2 giờ sáng á, cái kiểu thôi anh thấy anh với em vậy cũng được rồi đó, thôi mình cưới đi. Nói qua điện thoại hả? Dạ. Tới điện thoại hả? Lãng mạn quá ha. Kiểu là cái chuyện cưới hỏi của tôi ông bàn nó lẹ lắm cô, kiểu là hỏi hai đứa hỏi ý nhau cái xong hai đứa ok ok ra cưới luôn. Qua bữa sau con kêu ba mẹ con qua để bỏ rượu luôn. Ừ. Mà cái lúc bỏ rượu rồi xong hết rồi cô, cái tới gần ngày đám hỏi rồi cái tự nhiên cái chị mới hỏi con là ủa anh vậy là mình cưới thiệt hả anh? Cái con đủ ủa gì vậy em? Sao vậy? Giỡn vô tư đi ạ. Con nghĩ là nhà của chồng con là làm nhanh làm liền vậy luôn. Còn còn bên gia đình con thì sao? Dạ thì ba mẹ con gặp thì khoái lắm. Tại vì kêu mặt chồng con phúc hậu. Ừ. Rồi kêu là nhìn tao nhìn á tao thấy là nó thương mẹ, nó thương mày lắm. Nó thương mày lắm đó. Tướng này tướng giàu nữa con ơi, nó giàu lắm. Lỗ mũi của nó kìa. Con gặp đúng cái tùng cái bách rồi đó. Rồi. Con mãn nguyện rồi. Rồi bây giờ nè tới cái phần không, kia đi chị ơi. Ừ, đám cưới xong vui không? Dạ dạ vui. Vậy là vẫn còn giếm được cái tật xấu của mình không hay là cũng lòi đã... hết rồi lòi hết lòi hết luôn. Bây giờ đứa nào kể? Chồng của con là con nhìn rất là điềm đạm với lại hiền đúng không, nhưng mà lúc mà cưới về xong rồi con mới phát hiện lòi ra cái thói sân si. Sân si hả? Dạ tự nhiên cái tụi con đang chạy xe ngoài đường vậy nè, cái tự nhiên có một cái bạn kia thì mang một cái ba lô thì bạn có in hình người yêu của bạn lên cái ba lô đó. Cái tự nhiên chồng con quay qua kêu ê em kiểu thương nhau quá trời em ha, ý là nói là thương quá ha, để hình lên mà đặt kiểu... lấy hình đúng không? Dạ đúng rồi, cái mặt sân si mà cái vẽ đó, cái mặt rất là sân si dạ. Đúng không? À. À, tiếp tục. Con thấy chồng con có lượm thượm không? Dạ có, chắc là quen con xong rồi con mua đồ cho mặt là rồi con chỉ là mới làm, còn chồng là không có biết ăn mặc rồi mập gì đó mà cũng hay bận mấy cái đồ body rồi lòi mấy bụng. Dạ đúng rồi đó, cho nên là lúc mà cưới xong mà con bắt là phải gọn gàng tươm tất lên. Con á bây giờ vẫn là một hot tiktoker, một người nổi tiếng trên mạng đúng không? Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ, trong đó là fan nam chắc chắn là nhiều hơn. Ông có ghen không? Dạ hình như là không, tại mấy fan nam mấy con không có thấy cơ mình. À. Tại vì thường cái nào con thấy cơ mình là yêu con trả lời thay vợ con hết rồi. Vậy là không có ghen đó. Ờ không có ghen đó chị. Không có ghen đó. Không có ghen rồi. Trả lời giùm thôi chứ không có ghen. Mà thường trả con trả lời sao? Chắc cọc lóc lắm đúng không? Hoặc là xóa luôn á. Sân si, trả lời một cách sân si à. Cô chú. Con mà thấy chồng con bắt đầu lại ôm ôm rồi, bắt đầu hung 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 con là con biết rồi. Là con biết là chắc ổng dòm thấy một cái gì đó rồi cho nên ổng lại ổng sát chứng tỏ cho dạ, đúng rồi biết là qua đã có dấu. Chủ rồi nha mấy người đó. Rồi giờ mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì nè? Dạ con chỉ mong là sau này con có em bé hay là cái gì đó thì ông xã cứ như bây giờ là được. Tại vì con thấy là bây giờ là chồng con đã làm tất cả mọi thứ theo ý con thấy cái sự thay đổi luôn chứ không phải là rồi thôi. Là con muốn cái gì là rất là chiều. Thôi có con thì cứ giữ vậy thôi là thấy được rồi. Viên mãn hạnh phúc. À, dạ đúng rồi. Bây giờ là con đủ rồi ha. Dạ. Lắng nghe vợ và thay đổi đúng không? Và thay đổi tốt. Dạ. Bây giờ tới con đó. Dạ còn về vợ con thì từ lúc cưới giờ nhiều lắm chú. Có nhiều cái bệnh mà ngộ lắm, mà trước giờ con không có thấy, kiểu như là vợ con bị một cái là hay quên, nhưng mà là như là mình nhớ đúng vậy đó. Là con ví dụ một chị đơn giản đó là ví dụ vợ con kêu con lấy cái này đi, mà con vừa lấy cái này con để ở đây xong cái bà đi đâu một vòng con quay lại ủa sao anh lại lấy cái đó để ở đây, cái con kêu em mới kêu anh làm như vậy luôn, mà kêu, không có em đâu kêu anh làm vậy, nào giờ em đâu kêu vậy bây giờ đó. Ồ, là kiểu vậy luôn hay quên mà luôn tỏ ra như mình nói đúng. Dạ. Này hơi bị khó đó con, nó gọi là nó trong gọi là bệnh lý rồi. Cái bệnh lý rồi. Cái nhiều cái mà nhiều khi con muốn đặt camera trong nhà đúng không? Kiểu như là để cái đó nữa mình quay lại, tại không quay lại nói không được. Con nên đặt camera ở phòng bếp là một nè, phòng khách là hai nè, đó là sẽ lòi ra cái mà cái gì người cần quên phải nhớ, người cần nhớ phải quên. Mà con phải ghi âm nữa nghe, có nghĩa là phải có cái micro nữa. Rồi sao nữa nè, sao nữa nè? Chứ có một cái là tính vợ con là hay bị cọc. Mà cọc nhiều cái kiểu là kỳ theo cảm tính đúng không? Mà mỗi lần cọc lên á thì vợ sẽ kiểu là ăn nói nó hơi bị cọc lóc xíu. Giống như một sự việc như vậy là bữa sáng đó con dậy sớm đi, cái con mới đi ăn sáng. Ăn sáng con mới mua đồ ăn sáng cho vợ con, là con biết bà thích ăn bánh canh. Thì con chỉ biết mua bánh canh thôi, tại bà này mua sai ý bà là bà sẽ nói mình là con biết vậy, con trừ hao con mua bánh canh luôn. Cái xong cái con về, cái con phơi đồ luôn. Cái xong con mới lát nữa bà dậy, cái con mới bảo em xuống đi ăn bánh canh đi, anh mua bánh canh cho em kìa. Cái bà kêu là, hôm qua em mới ăn bánh canh rồi, giờ anh mua bánh canh gì nữa. Con kỳ quá vậy trời, có vậy cũng biết nữa. Mà trong khi đó là sáng là mình đã dậy sớm, mình để cho bà ngủ rồi, mình làm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó, cái xong cái vậy là cọc lên như vậy đó. Mà con không nhớ hôm qua nó mới ăn bánh canh hả?
Dạ không. Tại vì là hôm qua là mẹ chồng mua cho con ăn. Dạ đúng rồi, nó không nhớ. Vậy làm sao nó không nhớ là đúng rồi. Con được. Mà hai chồng là đang ở chung với ba mẹ chồng. Dạ. À. Rồi con có sợ làm dâu không? Dạ đó là cái là con sợ á. Tại vì thật sự là ở nhà con ba mẹ cũng cưng chiều con á, là lúc mà con ra ở riêng á thì con chỉ biết làm những việc cơ bản thôi, con không có khéo, con cũng không giỏi gì hết. Thì con sợ, với lại là bên đây là ở với ba mẹ chồng, ở với ông bà nội luôn. Dạ là nhiều thế hệ ở trong một cái căn nhà. Nhưng mà lúc mà con qua thì con thấy là mọi người dễ, cho nên là con mới đỡ áp lực. Chứ lúc đầu về là con sợ lắm, con còn cắm nồi cơm bị sống cơm nữa. Vậy có nghĩa là quên bấm ha, cắm dạ. Rồi có thể là đó. Cái nồi cơm đó nó nhiều chức năng á, ống lộn nút á. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi cái gì? Tôi con chỉ mong vợ con là lúc nóng giận thì vợ con nên kiểu như là kiềm chế cái lời nói mình lại. Đừng có nói những cái gì kiểu nó nặng nề quá thì làm nhau bị buồn thôi. Bị tổn thương đúng không? Thực ra cô thấy gì nè, bây giờ hiện giờ tụi con đang sống trong một gia đình ba thế hệ, phải khéo lắm á. Mình không có sống theo kiểu mà bản năng của mình được đâu. Tạm thời á, những cái gì mà hai vợ chồng mà đó, như là con có nóng nảy hay là này kia nọ đó, thì ở trong phòng, hai vợ chồng riêng ở trong phòng thôi. Và có giận nhau mấy đi chăng nữa cũng phải là điều chỉnh volume vừa đủ nghe cho hai vợ chồng thôi. Tại vì sao biết không? Thường á, tâm lý của những ông bố bà mẹ, nếu hai đứa tụi con mà hạnh phúc á, là ông bố mẹ vui lắm, vui và hạnh phúc lắm luôn. Rồi cái hạnh phúc của bố mẹ sẽ lan tỏa đến ông bà nội luôn, đúng không? Nhưng mà tụi con mà gây lộn nhau nhiều là bố mẹ buồn á, thành ra là phải khéo cái chuyện đó, nghe không? Để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lòng mà giận nhau hay gì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi. Có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi. Kế hoạch hết rồi. Bà chị chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Hay quá. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ hồi đó có á chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên, là hay dựng những cái tiết chương đó. Đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này bởi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nhau. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ tao không phải gái tân à. Trời phải, ơi. Nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối nhìn là yếu trời. Đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời. Đó, thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây ví dụ mà. Ví dụ. Đó. Rồi vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đó. Dạ. Thôi, ủa gì? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện phải, là sau bây giờ khi phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi sao cưới có thôi. Lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắc bầu thông báo với gia đình rồi. Em cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, Mary with me rồi, ví dụ là không có. Dạ, không rồi có. Là không có đúng không? Không hề, không hề. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sập nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son. Đó. Là 4 năm ở với nhau. Vậy thì có những cái gì mà mình 5 chưa... năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha, chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Thôi vợ nói trước. À, để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà bạn không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em bà, mà cứ gọi bà tôi. Nói trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa lên tên nó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Nên là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia. Rồi nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bơm. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bơm và mùi hương.
Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thảm tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Mà có sao em nghe vậy? Mà có đó đáng yêu thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chăn lại. Có nghĩa là chùm chăn lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Cố tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Đó là một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em xếp đồ em bị rơi đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình lúc mà mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này thế kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào mà ổng cho em chừa cái tật đó thì bắt đầu sau này kể từ đó là em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như em, hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ổng kêu bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa. Có nghĩa là sẽ muốn đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á, tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ, thì mình đúng không? Bởi vì anh không có nói. Ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tác Biển Đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi, đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng. Có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi, em là con là bị dụ, con là kia hết vậy á. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó, nhà hai chồng là đủ hết trơn trọi đó. Trời sao hay quá vậy. Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao, bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi. Nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ, đúng rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau á, là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi, là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lấy xem điện thoại. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm á. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen á thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung, bạn bị tai nạn xe thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia, thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời, con bé đó đi với 1 phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen. Tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc. Dậm nấm dậm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á, thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút, là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là 40+ tuổi rồi, có con có chồng có con bình thường, mà chỉ người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói gì. Dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện nó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình một hai lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự, và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ.
Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11, 12 giờ đêm, cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự. Tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa nhưng mà bây giờ còn không? Hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi, lý. Dạ. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế nhưng mà lâu lâu thì cũng có những tức nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có nhưng mà lâu gọi là thôi. Nói chung là vợ em ghen nhiều lắm chứ, là mình chỉ nhắn tin qua lại thôi. Cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác. Thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ vì sao muốn thì gì cũng tâm sự buổi trưa đi. Dạ. Hay gì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp hay em đi gặp đối tác hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả? Nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy bây giờ giải quyết làm sao chứ, không lẽ để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc á, là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Rồi. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ống heo. Cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin, ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50.000 thì không đóng. Xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa. Xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 cho con heo. Dạ, đúng rồi, quá ngon. Em tưởng quá ngon. Để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính đó. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi ống heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ. Là bóc ra luôn. Dạ bóc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà bả mà. Dạ. Nhà bả heo của bả mà bả muốn moi giờ nào bả moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em cũng không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc nó đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao? Ai đứa nào giữ? Rồi tính toán chi li thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền. Nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ. Nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Trời đó, mình cũng phải đề phòng chứ, nên là nhưng mà anh rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp, ok em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ cứ gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn có chồng tiền. Phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em thôi. Vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được. Đúng không? Và chồng em vẫn rất vui vẻ với đó. Vui vẻ rồi. Cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? Thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi. Chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tứ đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì?
Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xề xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm. Với vợ em bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiều mình chấp nhận đó thì mình, cái đó là cái lựa chọn của mình mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi. Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình đó là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng anh ấy lại chọn em. Vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng, những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình. Ồ vậy đó hả, con quà của mình em ơi, quà của mình thích quá, thích quà đi, quà đi, quà đi, quà cầm đi em. Trời ơi đáng yêu quá, bởi vì chị cảm ơn tụi em nhiều lắm. Lò bánh tét Mai Anh gốc Minh Tân. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Chuyên. Em tên Trình Thanh Đa, hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực đó là thủy sản. Thủy sản. Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá. Quá giỏi. Trời ơi. Em cưng nói rõ đi, cưng nói rõ. Em giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân. Năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Ừ. Cơ sao? Duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên là, sao? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi, mời được đến nhà của bạn thân em chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Tức là thích anh Đa là ở cái điều gì lúc đó? Em nhìn thấy là giống như trong một cái đám bạn em cứ chơi chung với em Út của anh Đa, thì em thấy sự chững chạc của anh ấy, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm, mà trong khi đó nhìn thấy cái sự chững chạc ra dáng anh ấy lại ít nói nữa, đúng cái phong cách rồi mới thích, là duyên số hay sao mà gặp cái lâu em thích liền, em thích ẩm luôn. Rồi lúc đó Đa được. Em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, nó gọi là trong veo á. Trong veo. Yeah. Lúc với vợ em có đẹp như bây giờ không? Làn da có không tì vết như bây giờ hay là lúc đó vậy thì mọc mụn? Lúc đó là đẹp hơn nhiều. Wow, vậy đó hả? Dạ. Chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Thì là bao lâu thì em biết được là bạn này để ý em? Và bao lâu thì bạn này bắt đầu để ý em? Dạ. Và ai là người chủ động? Đó.
khi mà gặp là em thích rồi, thích xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi, 8-9 năm gì rồi. Rồi sao em chùng bước không? Hay là em quyết định là bây giờ mình phải... Lúc đó em không biết. Là ngay ngày hôm đó luôn là không biết, nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh của con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia, không có chịu lấy cô bạn kia. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là cũng lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Mà xong vài hôm sau đó, cái là mới có cơ duyên là bản thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Đó. Tức là cái người bạn em của anh Đa là rủ em đi uống nước. Dạ nữa. Đúng rồi, đi chơi một đám bạn, đi ra ngoài uống nước với một đám bạn luôn. Thì trong đó mới gặp anh này nữa, học lại anh này nữa. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bon rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin. Đến giờ này em cũng còn thắc mắc là khi mà lúc đó nó không hiểu tại sao mà tụi em nhắn tin với nhau mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. À, anh ấy nhắn tin hỏi thăm em, xin số điện thoại của em hỏi thăm, không biết có phải là nghe lời mẹ hay không. 3 ngày sau tụi em gặp nhau xong cái mới xin số điện thoại, trong hẻm đó nhắn qua nhắn lại, và hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em cũng chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Điện thoại cho em, chửi em, nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Cái em tưởng là ổng gọi. Trong mình quýnh lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Nó làm, bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Bạn cứ tưởng đâu là bộ mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc đó em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Thật sự không biết gì hết luôn. Không hiểu tại sao em lại vậy. Em khóc không? Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Em hận ơi là hận luôn, rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Xóa hết trơn luôn. Con để chị hỏi Đa nè, lúc đó em có ngồi kế bên cái bạn đó không? Nhưng mà lúc đó trong lòng em có cảm thấy áy náy với Ngân không? Lúc đó thì nếu mà em muốn đứng, em không đứng dạ hết. Tại vì cái bản chất của em là em muốn là cho mọi người biết, cho cái bạn gái cũ biết á. Đưa điện thoại để cho gọi đi, gọi cho vợ em để biết là em với vợ em á là chưa có gì, chưa có gì, chỉ là một người bạn đi uống nước. Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em á, thì em cũng một khoảng thời gian thì cũng quen tiếp tục, nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào đó, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu đó. Lâu thì em gặp lại Ngân, em liên lạc được với Ngân? Cỡ 2-3 năm, hai học ba năm. Hơn 3 năm. Sau khi em ra trường. Sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó là đám cưới của em Út. Rồi sao? Rồi câu chuyện xảy ra sau cái đám cưới đó thì sao? Sau cái đám cưới đó thì lúc đó là vô tình cha của em á, là muốn gả em cho một người. Cha nói là cha không thể, giống như cha không biết, cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm. Cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất, thì cha gả cho một người bạn thân, con của người bạn thân của cha. Thì cái anh ấy mới đi du học ở Mỹ về. Xong cái em không chịu, em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái cha hỏi có bạn trai chưa, mày có người, con có người yêu chưa? Nó đâu dám nói có, nó có sợ bị đánh, tại vì không dám. Xong cái nói con chưa, cái không chịu. Cái cha nói nếu như không chịu, cha thuyết phục hoài không chịu, khóc lóc đủ thứ hết, cha không chịu. Cha nói nếu như không chịu cha tự giận. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng cái gì, nhắn tin lại một tháng mấy hai tháng thôi, thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không. Cái ảnh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật vậy anh cưới em đi. Chủ động hỏi lời trước luôn. Dạ đúng rồi, kêu cưới. Rồi á, vợ em hỏi em câu đó rồi là lúc đó em sao, cảm xúc em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi. Lúc đó là mình đang công kích mà, mình đang là cua mà. Cho nên mà nghe cái câu đó là nói chung là đạt được rồi. Bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Rồi lúc mà anh trả lời vậy thì Ngân sao em? Em nói nếu vậy thì anh xuống đi. Em tưởng đâu là ổng nói vậy thôi,
ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Ừ. Thì là ông xuống thật. Đưa ai xuống luôn? Ông xuống luôn. Đưa ai xuống? Đưa mẹ. Cha mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Wow. Thì xuống xong rồi không thèm xin phép trước luôn. Có nói với em nói ở xuống đi. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha đóng cửa cái rầm. Cha ở chậm luôn, cha không thèm ra. Thì bắt đầu mới điện cho cô ở gần đó, nó nhăn nỉ cô, nói cô ơi, giờ người ta xuống vậy đó. Cái nói trời người ta nào vậy, sao con không nói vậy cô chứ vậy. Đó thì bắt đầu là lúc đó em ở chung với bà nội nữa. Thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, bây giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó, cái ở chồng cha không khóc. Thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra. Cái trong này cái là em ngồi em khóc rồi, em nói ờ ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu. Nói là em xin lỗi anh, bởi vì á cái không biết cha có đồng ý hay không, mới có đồng ý hay không nữa. Cái ổng nói là cỡ nào anh sẽ cứu được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng hồng hoảng nửa tiếng rồi, chưa được nửa tiếng đâu cái nghe cười ha ha ha, anh xui bắt tay gì trời ơi, cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Một chút nữa cái ra cười, cái bắt đầu á là ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi các kiểu, mình ủa cái gì xảy ra vậy, không lẹ dữ vậy, mình cũng không biết luôn. Coi như là sau cái chuyến trên đường về á, ba của em có nói cái gì về cái cảm xúc khi mà xuống nói chuyện với gia đình bên nhà Ngân? Thì trên đường về á thì trên xe cũng có bàn tán rồi cô dâu, rồi gia đình bên đây cũng bác sĩ này kia, với bên mình cũng bác sĩ thẩm mỹ nữa, sau này về chắc là làm ăn nó thoát hơn nữa. Cho nên là cố gắng nha, thương vợ, tại vì vợ là chỉ có một người cha thôi, còn mẹ đã mất rồi đó. Nói chung ba với mẹ cùng công kích cái tâm lý của em á. Ok, vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới đám tang đầu tiên. Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng thời gian khá dài, 7-8-9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Đó, cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về rồi, nãy giống như là ăn cơm với kẻ đó, mình có hợp hay không đó là cái chuyện đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Bành xác ạ.